Anh gảy dây số gì? Anh gảy dây số 1. Tay tay anh thẳng đuốn này ra. Ép xong ấy là nó sẽ dừng lại ở dây số 2, mặc dù anh đánh dây số 1. Được chưa? Còn móc dây ấy là mình khi mình gảy dây số 1 ấy nó sẽ thoát ra ngoài không khí, tức là tay ấy nó sẽ dừng lại ở bên ngoài không khí chứ không phải là dừng lại ở cái dây số 2 nữa. Nên là khi chúng ta chơi này, chúng ta biết kết hợp giữa cả ép dây và móc dây, nó sẽ tạo ra được hai cái bè chạy khác nhau. Ví dụ là bài rô măng này, chúng ta chơi giai điệu nhá, chúng ta sẽ chơi kiểu này. Nếu như chúng ta chỉ móc dây, tức là làm sao móc dây là gì? Gảy vào dây đàn ấy và ngón tay dừng ở ngoài không khí thì nó sẽ như thế này này. Dừng ở ngoài không khí.